78 chị ơi. Chào các bác nhá. Đó thì hôm nay bên em lại về được một lô dây thắt lưng da cá sấu. Thì em lại lên cho quý các bác anh chị xem tham khảo lên một cái video ngắn tranh thủ các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em để được tư vấn này. Đó, các bác mua hàng thì từ 400.000 trở lên và từ hai món hàng bên em sẽ free ship, miễn ship cho các bác. Đấy, hôm nay thì bên em về cái thắt lưng da cá sấu này. Nó có hai màu, màu đen và màu nâu các bác nhá. Hàng là hàng cắt thô hết cho nên này các bác xem. Đây những cái đường chỉ cắt của nó này, đường dao cắt này vẫn còn nguyên luôn đó. Màu thì bên em đang có hai màu, có màu nâu và màu đen đó. Hàng thì được đựng trong hộp như này, khi các bác nhận hàng thì hàng sẽ được đựng trong hộp như này các bác nhé. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, đựng trong một cái hộp như này rất là chất lượng luôn. Đây đựng trong hộp như này các bác nhé. Đó, hàng đựng trong hộp như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó, bên em đang bán là 250k một chiếc các bác nhá. Hàng đựng trong hộp như thế này rất là chất lượng luôn. Đây. Đấy. Chất da thì cực kỳ là mềm và mịn luôn các bác nhá. Chất da thì cực kỳ mềm và mịn, da một lớp đó. Đây, cái mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, các bác quan sát này. Đây các bác nhá, đấy cái mặt của nó thì nó có hai màu như thế này. Dây nâu thì mặt nâu mà dây đen thì mặt đen. Hàng cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn các bác này. Đó. Hàng da cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây các bác theo. Đây. Đấy. Hàng cực kỳ là đẹp các bác nhá. Đó, độ sắc nét, độ chi tiết này. Đấy, da là da thật 100% luôn. Đấy, da cá sấu hàng của Nhật các bác nhá. Hàng này thì các bác sử dụng thì nói chung là miễn chê rồi. Đây, các bác xem này. Dây của nó thì tương đối là dài luôn, phải dài toàn khoảng từ 1m3, 1m4 các bác nhá. Đó, chất da tự nhiên. Đấy, da cá sấu tự nhiên, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, những cái đầu của cái thắt lưng này cũng rất là đẹp này. Đấy, đầu dạng của nó là đầu con lăn các bác nhá. Đầu là đầu con lăn, thế nên các bác sử dụng nó rất là dễ dàng. Đó, nó không như những cái đoạn đầu khác. Đầu khác thì các bác dùng nó lại còn bị khó cho ra cho vào. Nhưng cái dạng đầu con lăn này thì cực kỳ là dễ luôn. Cực kỳ là dễ sử dụng luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Thì bên em đang bán là 250k một chiếc các bác nhá, bao gồm cả vỏ hộp cho các bác luôn. Nếu mà các bác mua mà trên thị trường ấy, ở bên ngoài cửa hàng ở đây, cái này nó phải bán cho các bác tới cái giá là 500-600 nghìn một chiếc này các bác nhá. Đó, nhưng mà bên em thì là kinh doanh online, mặt bằng một chiếc là không có mất, cho nên là giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá chỉ bằng một nửa thị trường thôi. Thị trường là từ 500.000 trở lên thì các bác mới mua được một cái dây thắt lưng da cá sấu chuẩn xịn như này các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất luôn. Đấy, chất da chất diếc của nó các bác này. Đấy, em về chỉ được có 30-40 con thôi. Đó, hàng đựng trong hộp cực kỳ chất lượng xịn sò luôn các bác nhá. Đó, các bác có nhu cầu có thể liên hệ tới số hotline của bên em đây để được tư vấn. Xin chào lại các bác vào video lần sau.